Hello, mình xin chào tất cả mọi người. Cái cây hoa giấy này là hoa giấy chơi Tết mọi người. Đó, sau khi chơi Tết xong thì cũng sẽ cho ra chuồng chim luôn. Đó mọi người. Thì ngày hôm nay mình làm một cái video nha. Cái video này phải nói là rất là gọi là sao ta? Nói chung cái vấn đề này khá là nhiều anh em quan tâm. Cái vấn đề là chim chào màu nó không hợp chủ. Đó. Tại sao mà chim chào màu nó không hợp chủ, nó kỳ như vậy đó. Mình sẽ giải thích cho anh em mọi người hiểu tại sao chim chào màu nó không hợp chủ, và thêm một cái vấn đề nữa là anh em nên nuôi cái con chim chào màu như thế nào thì chơi được đó. Tại sao là nuôi con chào màu như thế nào thì chơi được? Tại vì hả, mỗi người mỗi một cái ngành nghề nó khác nhau, mỗi một cái thời gian rảnh khác nhau, cho nên nuôi cái con chim cái form chim nào để mà chơi được. Đó, mình chia sẻ cái nội dung video này là hai vấn đề, là chào màu không hợp chủ đó. Tại sao là chào màu không hợp chủ, chào màu hợp chủ? Rồi rồi tiếp một cái vấn đề thứ hai là mình chia sẻ đến với anh em mọi người nên nuôi cái con chim chào màu như thế nào thì sẽ chơi được. Đó, video này mình bảo đảm cái video này thì gần như tất cả những cái YouTuber khác là người ta gần như là không có ai làm mọi người. Đó, người ta không có ai làm. Nói chung là kênh của mình thì cũng mới làm tính tới thời điểm hiện tại này được 3 tháng mọi người. 3 tháng thì hả cũng được khá là nhiều anh em quan tâm. Tại vì nói chung mình biết cái gì mình chia sẻ cái đó thì chỉ như vậy thôi. Nhưng mà anh em quan tâm yêu mến mình cũng khá là nhiều. Đó, mình cũng cảm ơn tất cả mọi người. Thì vô vấn đề luôn nha mọi người, chứ mất công lòng vòng mình bị chửi nữa. Thì tại sao mà chim chào màu nó không hợp chủ? Thì anh em mọi người cứ hiểu như vậy nè. Con chim chào màu á, mình ví dụ nha, chim chào màu thì nó cũng có rất là nhiều form, form nhỏ con nè, form to con nè, form ngắn đòn nè, form dài đòn nè, đó mình nó khá là nhiều nữa, nhưng mà mình chỉ tóm gọn lại nó như vậy thôi để cho nó dễ hiểu. Thì mỗi một cái form chim á, nó sẽ cần cái người chủ chim nuôi, cái nước nuôi nó khác nhau đó, mà anh em mọi người cũng biết rồi. Mình ví dụ nha, mình ví dụ như có cái anh kia, ảnh là thợ hớt tóc đó, mà ảnh hớt tóc tiệm của ảnh hớt tóc, ảnh hớt ở tại nhà của ảnh luôn, thì thành ra gần như cái thời gian của ảnh gọi là nếu mà để chơi chim thì rất là ok, tại vì người ta làm công việc tại nhà tới giờ đúng giờ, ví dụ như 8 giờ sáng mang ra phơi nắng thì 8 giờ người ta mang ra phơi nắng, xong rồi 9 giờ mang cắt thì 9 giờ người ta mang cắt. Chứ còn ví dụ như những anh em khác đi làm những cái ngành nghề tự do, hoặc là đi làm công nhân hay làm này kia nọ, 7 giờ sáng lo sắp đít là cuốn gói hả, xách xe chạy đi làm. Rồi đi làm nhiều khi trưa hả 11 giờ về, ăn cơm xong 12 giờ 1 giờ chạy đi lại. Hoặc là có những bạn là sáng 7 giờ đi làm tới 5 6 giờ chiều mới về tới nhà. Thành ra là mỗi một cái con chim chào màu á, nó ở mỗi một trong tay mỗi một cái người chủ, thì cái nước nuôi của mỗi người chủ đó khác nhau. Đó, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là nó không chơi. Ví dụ như cái ông hớt tóc, ông rảnh một ngày gần như là 24 trên 24 ông ở nhà đó, mà mình thì 7 giờ sáng đi làm, 5 giờ chiều về, mình thấy con chim của cái ông đó nó quá hay, mình mua lại. Nhưng mà mình về 7 giờ sáng mình đi làm rồi, rồi 5 giờ chiều mình mới về, làm sao mà mình chơi được? Trong khi cái nước nuôi của cái anh đó ảnh nuôi khác, mình về nhà mình nuôi khác. Mà anh em mọi người biết rồi, con chim chào màu á, mà nếu mà không phơi nắng sáng, không phơi nắng chiều thì làm sao mà chơi được? Còn cái giờ mà tầm 6 giờ sáng cho đến 7 giờ sáng nhiều khi á, nó vẫn có nắng, nhưng mà cái nắng đó lúc sáng sớm á, nó có sương, thành ra là phơi cái con chim nó cũng đâu có tốt đâu, cái nắng nó cũng đâu có tốt đó. Thành ra là tại sao cái ông hớt tóc đó ổng nuôi ổng chơi được, còn mình hả mình mua về mình chơi không được.
Người ta nói là chim nó không hạp chủ. Thật ra nó không có cái gì là không hạp hết mọi người. Cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ là thời gian. Bây giờ người ta rảnh, người ta làm 24 trên 24, người ta ở nhà người ta đó, người ta chơi được. Còn mình hả, 7 giờ sáng đi làm, 5 giờ chiều về. Mình mua cái con chim của cái ông kia, mình về mình chơi. Chơi làm sao được mà chơi. Đó thì người ta nói là chim không hạp chủ. Cái ông đó ông nuôi dễ, nhưng mà mày mua về chắc gì mày chơi được. Chim nó khó lắm đó, nhưng mà thực chất ra cái khó ở đây nó nằm ở cái chỗ thời gian mọi người. Anh em mọi người chỉ cần có thời gian chơi chim được tắt. Như mình cũng hay nói là chơi chim mà có tiền mà có thời gian nữa thì không ai chơi lại đâu mọi người. Mình nói thật, anh em mọi người cũng để ý thấy những cái nhiều người mà gọi là mình tạm gọi là đại gia đây, những cái anh mà gọi là mấy cái ông mà đại gia đây, ổng rất là rảnh mà có nhiều tiền nữa. Người ta nuôi chim hả, người ta mua chim vài trăm triệu, người ta đi thi chim, người ta đi thi chim lấy giải xe máy xe đồ về nhà. Lấy về là chẳng qua lấy về cho vui để đó thôi, chứ ai mà đi, tại vì người ta đâu có thiếu tiền đâu mọi người. Cho nên là tất cả những cái con chim hay á, thì nó rơi vào tay đại gia. Mà đã là đại gia á, thì thông thường á, ví dụ như những cái đại gia mà gọi là buôn bán bất động sản hay là chủ tiệm vàng đồ này kia nọ, thì người ta rảnh quá, mà người ta rảnh quá thì người ta chăm chim, người ta vừa có tiền mà người ta vừa vừa có thời gian rảnh nữa. Chơi chim ai chơi lại mọi người, nó chơi chim cái mấu chốt nằm ở chỗ đó thôi chứ không gì hết á. Đó anh em mọi người hả, nãy giờ chỉ cần anh em mọi người nghe kỹ từ đầu video tới giờ thì anh em mọi người cũng biết ra cái vấn đề này. Cái vấn đề nó nằm ở đây á, nó không có nói là chim không hợp chủ hay là chim hợp chủ gì hết á. Căn bản cái thằng nào rảnh á là cái thằng đó chơi ok. Với lại là rảnh nó là một chuyện nha, với lại cái không gian nhà mình sống, ví dụ như là mình sống nhà mình có cái không gian phơi nắng đó chẳng hạn. Còn mà nhiều nhiều anh em thì ví dụ như sống ở những cái nơi nó ồn ào, ví dụ như có nhà yến, đặc biệt là nhà yến nha mọi người. Cái nhà yến người ta mở cái tiếng con chim yến á, kêu chét 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 chét, nó kêu ngày kêu đêm như vậy á, chim chà mào nuôi cũng rất là khó lên lắm mọi người. Cái tiếng con chim yến á, nó làm cho cái con chà mào nó bị như thế nào đó mình không hiểu, nhưng mà rất là khó chơi luôn đó. Còn mà nếu mà mình có cái không gian phơi nắng, mình có cái không gian để mà nuôi chim nó ok, mà mình có tiền, mình có thời gian rảnh nữa thì nuôi cái con chim nào nó cũng hợp hết á mọi người. Đó mình bảo đảm luôn, nuôi con nào nó cũng hợp mình hết á. Còn người ta bận, anh em nhiều anh em khác thì bận rộn công việc đi làm tối tăm mặt mũi, làm sao mà hợp được, nuôi chả có nuôi cái con nào mà hợp đâu. Nó mình nói thật luôn. Rồi tiếp một cái vấn đề thứ hai đó, thì mình sẽ tư vấn cho anh em mọi người. Những anh em mọi người nếu mà có thời gian rảnh 24 trên 24, có không gian nuôi chim, thì theo như mình á, là những anh em đó là nuôi cái farm chim nào cũng được hết á. Tại vì mình có thời gian rảnh đó, mình có cái sân chơi chim, mình có đủ cái điều kiện mình chơi, thì gần như mình chơi cái con chim cái farm nào cũng được đó. Farm bộ khủng cũng được, mà farm dày lông cũng được, farm mỏng lông cũng được, nói chung là farm nào cũng chơi được, tất rảnh là chơi được hết. Còn mà những anh em mà ví dụ như đi làm sáng 7 giờ sáng đi làm, trưa 11 giờ về, chiều 1 giờ đi, chiều nữa 5 giờ về, thì những anh em đó thì nên chọn những con chim mỏng lông dài đòn, mỏng lông dài đòn, hoặc là những con chim mà lông sát, lông sát, và đặc biệt đó là chơi những con màu đinh, những con màu đinh thì nó rất là dễ chơi luôn đó, nó rất là dễ chơi luôn. Mà nếu mà cái thời gian mà 7 giờ sáng đi làm rồi 11 giờ về, rồi 1 giờ chiều đi làm, rồi 5 giờ về, thì đặc biệt những anh em ở cái đối tượng này á, vẫn có thể chơi chim thi được. Tại vì khi mà mình chăm nó đều cái chế độ thì nó vẫn có khả năng đi thi được, vẫn khả năng đi thi được nha mọi người. Còn mà những anh em mà 7 giờ sáng đi làm xong 5 giờ chiều về, thì mình khuyên những anh em đó nên nuôi những con chim mà nhỏ con. Nhỏ con, ngực nhỏ, vai nhỏ, nó gọi là ức ức xe xẻ mọi người, gọi là cái con chim chào mào mà ức xe xẻ, nhỏ con thôi, ngực nhỏ, vai nhỏ, thì những con đó nó lý lắc. Những con đó có thể là mình bận rộn khá là nhiều, nhưng mà đặc biệt những con đó khá là dễ chơi. Nhưng mà những con đó gần như rất là khó để mà đi thi được, khó đi thi lắm. Tại vì form đó là form không phải là để đi thi, form đó là chỉ để nghe nuôi nghe hót, hoặc là nuôi để đi đánh cà phê, đánh sạc 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 chét ầm ầm ầm. Đó cái form nhỏ con đó thì dành cho những anh em mà bận rộn nhiều đó, bận rộn khá là nhiều thời gian thì chơi những cái form đó được. Còn mà những con như vậy mà nói đi thi thì khó lắm, ngoại trừ những con gọi là
nó cũng hung chim, nó cũng giữ chim đó. Thì ví dụ như một cái thời gian dài mình không có cho đi đấu, tới khi bữa nay mình cho đi đấu nó ức á. Nhiều khi mua cái vé, thấy vé rẻ rẻ 200-300, mua cái vé cái nó ra vàng nó ức á, lâu ngày á mọi người, vài tháng chẳng hạn, nhiều con vài tháng nó không đi á, nó ra vàng nó ức, nó chơi mấy tiếng đồng hồ đó. Thì nhiều khi vẫn có thể lấy giải được nhưng mà hiếm lắm, tại vì nhiều khi nó chơi bữa đó thôi à, chứ còn 2-3 ngày sau nó không có chơi nữa đâu, mình bảo đảm luôn. Cho nên là những anh em mà bận rộn khá nhiều thì nên tìm những cái con chim mà ức xe xẻ nhỏ con thì chơi nó dễ, nuôi nghe hót cho vui, hoặc là có thể đi cà phê sạc sạc. Còn lại những anh em mà 7 giờ sáng đi, 12 giờ trưa về, quên, 11 giờ trưa về, rồi chiều 1 giờ đi, 5 giờ về, thì những anh em đó thì vẫn có thể nuôi chim thi được nhưng mà cũng rất là khó. Nên chọn những cái form chim lông sát, là mỏng lông, dài đòn chẳng hạn, hoặc là màu đinh, hoặc là nói chung là những anh em đó vẫn có thể có đủ khả năng chơi chim thi được. Với cái thời gian rảnh nó là như vậy. Còn lại những anh em mà gọi là rảnh 24 trên 24 giống như mình nè, form nào chơi cũng được, form nào chơi cũng được, form nhỏ, form to, form gì cũng chơi được hết. Mà anh em mọi người cũng biết rồi, những con chim mà lông dày, những con chim bộ khủng á, những con chim đó cái chế độ chăm nó rất là kỹ, phơi nắng đúng giờ đúng giấc. Mà những anh em đi làm á, thì làm sao mà chăm được, ví dụ 7 giờ sáng đi làm sao mà 8 giờ phơi nắng mà 7 giờ sáng đi mất rồi, làm sao mà phơi nắng, ai phơi cho mình đó. Rồi trưa về thì nắng nó gắt quá, trưa về thì nắng nó gắt quá cũng đâu có được đó. Thành ra là những cái con chim lông dày, những con bộ bộ gọi là siêu khủng á, rất là khó chơi đó. Thì mình chia sẻ cái kinh nghiệm mà những gì mình biết đến với anh em mọi người thôi, chứ còn gần như những cái YouTuber khác thì người ta mình nghĩ là rất là ít khi chia sẻ, tại vì anh em mọi người cũng biết rồi, cái tiền YouTube đó, nó cũng khá là ít. Thành ra anh em mọi người làm lên một cái kênh YouTube xong rồi gần như là kinh tế hóa không à. Ví dụ như mình chia sẻ nha, cái cách vào lửa ví dụ vậy, này khi nọ, xong cái mình bán cái thuốc vào lửa đó, xong mình chia sẻ hả cái cách chim thay lông, xong cái mình bán cái cám chim thay lông đó, thì gần như là phải người ta kinh tế hóa để mà người ta sống được chứ, tại vì cái lương YouTube nó quá là ít. Ví dụ như cái kênh của mình với một cái lượng view hàng tháng phải nói là tốc độ rất là khủng, nhưng mà mỗi một ngày nó thu về chỉ được có 4 đô 5 đô mọi người, nói chung 100 ngàn, hơn 100 ngàn đổ đồng thì một ngày 100 ngàn thì gần như mình chỉ đủ uống cà phê rồi dập chim hút thuốc vậy thôi, chứ mình đâu có, mình hiện tại là mình đâu có dư ra để mà gọi là lo cho vợ con đâu. Mình vợ mình nói chung thấy mình chơi chim thì không có cấm cản gì hết, nhưng mà thấy không có làm ra tiền thì nhiều khi cũng không vui mọi người. Nhưng mà mình nói hả, cố gắng ráng cho anh 1 năm nữa, kênh YouTube anh nó bùng nổ lên, lúc đó sẽ có tiền nuôi vợ con mọi người, chứ còn bây giờ cũng ít mọi người. Với lại kể chuyện này nữa nha, chuyện là như vậy, sát bên nói chung cái vấn đề nãy giờ là mình giải quyết xong hết rồi đó. Bây giờ là nói một cái chút chuyện riêng nha. Nói chung là cách chỗ nhà mình đây là tầm khoảng 100 m, thì có những anh em tổ chức một cái giải thi 36 lồng, vé là 500 ngàn một vé. Thế là chim của mình thì anh em mọi người biết rồi, nếu mà chim mà để mà đi đi thi thì chim mình chưa có mọi người. Lúc trước mình có thì mình bán, bây giờ mình chơi lại thì mình gọt lên lại thì gần như là chưa có. Cái con chim mà cà tân á, nó chơi vàng được 2 tiếng không rỉa nhưng mà nó chơi vẫn còn lập dập quá. Còn cái con chim cà chớn á, nó chơi vàng được 1 tiếng rưỡi rồi, thái độ mạnh hơn, chơi ok hơn, nhưng mà nó cũng còn xỉa lông 1-2 cái trong vòng 1 tiếng rưỡi á, xỉa lông 1-2 cái mọi người, mà chơi cũng chưa được đều lắm. Nhưng mà bây giờ cái giải thi đó là 10 ngày nữa mà thi sát bên nhà mình luôn mọi người. Xong mình nghĩ trời ơi trời, sao mà ngứa nghèo quá. Xong mình cũng cố gắng hở đặt một vé, hy vọng là 10 ngày nữa mình vào lửa, nếu mà thời tiết nó ổn định thì mình vào lửa kịp thì cũng có khả năng hai con chim của mình có thể lấy cái giải nhẹ nhẹ. Nhưng mà cũng chưa biết được mọi người, tại vì chim của mình nó đang nằm ở cái mức độ là chim cà phê, nói chung mình cũng cho cọ sát qua những con chim mạnh, thấy nó cũng chơi cũng được. Nhưng mà nói để mà đi thi mà chắc ăn á thì chưa mọi người, nó phải đánh đều như bắp, đánh một nước đều như bắp á thì mặt may. Còn chim của mình thì nó chưa được đều lắm, nhưng mà cũng liều mạng đặt một vé 5 xị mọi người, tại vì nó thi gần nhà quá cho nên là mình cũng máu quá nên đặt luôn, chứ cũng biết là chim mình nó đủ khả năng hay chưa nữa.
chơi cà phê là một chuyện, nhưng mà khi bước lên một cái dàn thi á, nó khác. Tại vì chơi cà phê nó có con yếu có con mạnh đó, con chim mình nó chơi nó sẽ ok hơn, tại vì nó sợ con mạnh thì nó quay mặt qua con yếu nó đánh đó. Còn mà đã bước lên trên dàn thi thì gần như chỉ toàn là chim mạnh không mọi người. Một vé 500.000, nói chung kinh tế khó khăn mà một vé 500.000 nó cũng khá là rác đó mọi người. Nếu mà nhiều anh em mà kinh tế thấp hay là đi làm công ăn lương đó, bỏ ra 500.000 để thi chim cũng chua lắm đó. Nói chung là 500.000 là 5 ngày lương YouTube của mình đó mọi người. Đó, mình chơi liều luôn. Với lại cái con mà một cái con nữa, đầu video cái con lòng, cái lòng mà mình mới đặt của anh, mình mới lấy lại của anh Phương á, thì hiện tại là không có con chim nào. Thế là mình vô tình mình phát hiện ra một cái con chim đang thay lông, 80% lông mà bộ rất là khủng. Nó đang thay lông 80 thôi mà mọi người, bộ rất là khủng, thái độ rất là ghê, mà chơi bung xề cũng rất là đẹp. Thế là giá cũng khá là cao, nhưng mà cái anh đó thì ảnh bán thiếu cho mình, để mà mình gọi là anh tạo điều kiện để mà mình làm YouTube đó. Nói chung là mình nuôi để mà có một con chim đi thi, thì cái con đó nó cũng được mùa đây mùa thứ ba rồi, đang thay lông mùa thứ ba. Con đó chỉ cần nuôi lên ok là có thể đi thi được. Anh em mọi người xem đầu video thì cũng thấy bộ rất là khủng. Còn cái con bên cạnh, con lòng thái cao mà, là bên cạnh là của bạn mình đi chơi cà phê về rồi ghé nhá với chị mình tí xíu cho vui mọi người đó. Video nãy giờ không biết dài chưa nữa à, thôi bây giờ hả, mình xin tạm dừng video tại đây đi. Nói chung là ngày hôm nay mình cũng chia sẻ với anh em mọi người hai cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là chim chào màu hợp chủ hay là không hợp chủ đó, cái vấn đề nó là như vậy, anh em mọi người biết rồi đó. Chỉ có ông nào rảnh là chơi được hết á, chứ đừng nói hợp đi là không hợp đó. Còn cái vấn đề thứ hai là anh em mọi người nó có mỗi một cái ngành nghề khác nhau, nên tìm những cái form chim nó hợp với mình thì mình mới chơi được. Chứ còn bây giờ đam mê thì làm sao mà bỏ được mọi người, đam mê làm sao bỏ được, bỏ đam mê thì còn gì nữa. Mà bây giờ mình chơi thì nếu mà mình không biết chọn, mình bận rộn quá là nhiều đó, mình bận rộn từ sáng tới tối mà mình đi nuôi những con chim mà cái bộ nó bộ khủng đó, giống như con chim của mình mới vừa tuyển á, bộ khủng thì làm sao chơi được, lông dày nữa làm sao chơi được. Những con chim đó nó đòi hỏi nắng đồ, đòi hỏi nó khá là nhiều. Cho nên là những anh em mà bận rộn nhiều thì nên tìm những cái form chim nhỏ con, ức xè xẻ đó, mini là sẽ chơi được. Những con đó nó rất là dễ nuôi, có thể sáng 6 giờ phơi nắng tới 7 giờ xong rồi tủ lại đi làm cả ngày cũng được, những con đó vẫn chơi được. Còn mà những anh em rảnh từ 7 giờ sáng đi làm, 11 giờ về, 1 giờ chiều đi làm, xong tối chiều tối 5 giờ về, thì những anh em đó nên chọn những cái form chim mỏng lông dài đòn, màu đinh. Những con chim màu đinh rất là dễ nuôi mọi người đó, thì những anh em đó nên chọn những con chim nó như vậy, vẫn có thể nuôi chim đi thi được. Còn lại mà những anh em mà rảnh giống như mình, 24/24, mà chỉ cần có chút tiền nữa, mình bảo đảm nuôi cái con nào cũng chơi được hết á. Nuôi con chim nhỏ cũng chơi được, mà chim to cũng chơi được, rồi chim mập cũng chơi được, mà chim ốm cũng chơi được đó. Nói chung nó đơn giản vậy thôi, chứ đừng nói cái chuyện mà hợp hay không hợp. Nó có gì đâu mà không hợp, với lại hợp hay là không hợp. Một cái ông rảnh ông chăm từ sáng tới chiều đó, còn mình hả đi làm từ sáng tới chiều, mình mua cái con chim của cái ông đó về làm sao mà chơi được, không cách nào mà chơi được đó. Nó đơn giản thế thôi mọi người. Thôi bye bye mọi người, cảm ơn anh em mọi người rất là nhiều. Mình mong là thời gian sắp tới anh em mọi người vẫn luôn ủng hộ đồng hành cùng mình, thấy những cái video nào hay hữu ích thì chia sẻ giúp cho mình. Chỉ cần mỗi người một lượt chia sẻ thôi thì nhiều khi nó cũng giúp được mình khá là nhiều, thì nó cái view nó tăng lên, thì cái thu nhập nó sẽ có nhiều một cái xíu, thì gọi là mình đủ một ngày công lao động thì mình có thể lo được gia đình, thì cái đam mê nó mới duy trì được mọi người. Đam mê mà không có tiền nó cũng vất vả lắm mọi người. Thôi bye bye mọi người, chào tạm biệt mọi người.